Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 506. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài tập tạo thành và hòa tan kết tủa. Bài mã số ID 506 này là bài thầy xếp vào bài ngược. Vì thế chắc chắn rằng là phương pháp giải là sơ đồ, bảo toàn nguyên tố nhôm hoặc kẽm, dùng công thức của thầy H cộng phản ứng bằng OH trừ bị mất. Việc đầu tiên là thầy vẽ sơ đồ trước, đây là sơ đồ của thầy. Cái dung dịch thu được của thầy có hai trường hợp. Một là nó có muối AlOH 4 lần trừ dư. Hai là trường hợp mà nó hòa tan kết tủa tạo ra nhôm 3 cộng. Đề thi hỏi H cộng chắc chắn là có hai nghiệm rồi. Nhưng bài toán này người ta chỉ hỏi một nghiệm lớn thôi. Vì thế là thầy loại trường hợp thứ nhất mà thầy lấy trường hợp tạo ra muối nhôm 3 cộng. Đầu tiên thầy bảo toàn nguyên tố nhôm thì thầy có nhôm 3 cộng là 0,1 mol. Tiếp theo sử dụng công thức thầy có là H cộng phản ứng là V sẽ bằng 0,1 nhân với 1. 0,1 nhân 1 là tạo thành AlOH 3 lần là mất 1 OH trừ, tức là 1 OH trừ bị phản ứng. Vậy 0,1 nhân 1 cộng 0,1 nhân 4, từ AlOH 4 lần trừ ra Al 3 cộng thì là mất 4 OH trừ. Vì thế thầy có 4 nhân 0,1 cộng 0,2 là bởi vì trước khi phản ứng với muối AlOH 4 lần trừ thì H cộng phải phản ứng với OH trừ trước. Vậy thầy có cộng 0,2. Tổng của thầy bằng 0,7, đổi ra bằng 700 ml. Vậy đáp án thầy có là A.